khi bắt đầu cái chương trình Accent Code đó thì hai bên nó đều lúc ban đầu thì nó có sự có thể là nó chưa hiểu rõ nhau, rồi các bạn cũng chưa hình dung ra thế nào là coaching, thế nào là huấn luyện doanh nghiệp, nên khi các bạn lúc ban đầu thì cũng có hơi bị căng thẳng. Nhưng mà sau đó một thời gian thì khi qua quá trình chúng ta làm việc rồi thay đổi cái mindset, cái tư duy, có cái hệ thống làm việc hơn, có cái cách tổ chức công việc hàng ngày của các bạn hơn. Về cụ thể, ví dụ như trước đây thì đứng ở góc độ là một kế hoạch của một năm đưa ra thì giống như từ ban giám đốc đưa xuống, thì nhiều lúc các bạn chỉ biết là kế hoạch năm đó sẽ chạy doanh thu như vậy, nhưng mà để break down ra và để đo lường cái công việc thì thật sự thì các bạn chưa có đi sâu sát vào cái quá trình đó. Nên là khi mà cái chương trình Accent Code, cụ thể nhất là cái chương trình mà xây dựng cái 90 ngày ấy, trong cuối năm 2015 rồi ấy, là cái nỗ lực của các bạn quản lý rất là tốt, là các bạn bắt đầu các bạn biết phân bổ thời gian ra xây dựng cái lịch làm việc cụ thể hơn, rồi tập trung vào hỗ trợ cho các bạn nhân viên bên dưới. Thì khi Việt Nam mình đã ký kết tất cả các hiệp định, từ hiệp định thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương là TPP, rồi bên đó hiệp định AEC, và tiến tới các hiệp định tự do châu Âu, thì đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam thì đang gặp một cái vấn đề rất là lớn, đó là cái vấn đề hệ thống quản lý của các doanh nghiệp. Nếu chúng ta biết nắm bắt và chúng ta xây dựng cái doanh nghiệp chúng ta bắt đầu nó có cái hệ thống quản lý, và dựa trên hệ thống quản lý này là cái hệ thống quản lý chuẩn của trên 50 mấy quốc gia mà ở sân khấu họ đang có cái kinh nghiệm họ làm qua rồi, thì cái đó là một cái việc rất là tốt mà chúng ta phải nên bám sát vô đó để chúng ta làm. Nhà lãnh đạo thì mình trước hết phải tự thay đổi bản thân mình. Nếu mình không thay đổi được bản thân mình thì mình không trông mong rằng là cái doanh nghiệp hoặc các đội ngũ, các bạn nhân viên họ sẽ thay đổi theo mình. Thì trước hết là mình phải thay đổi cái tư duy, thay đổi cái mindset của mình bằng cách là chúng ta biết nắm lấy những cái cơ hội để chúng ta tham gia vào các cái khóa huấn luyện đào tạo cho uy tín, để từ đó trước hết là trao dồi cái kỹ năng, cái soft skill về lãnh đạo của cá nhân mình, và bên cạnh đó cũng là một cái nguồn động lực cho các cái cán bộ cao cấp trong doanh nghiệp của mình, để họ cũng có cơ hội để họ nâng tầm họ lên và họ càng trao dồi thêm cái kiến thức, thì lúc đó chúng ta sẵn sàng để cạnh tranh cũng giống như là hợp tác với các doanh nghiệp bạn trên khắp thế giới.